Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Xuân. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân sinh vào ngày 25 tháng 10 năm 1967, là nữ chính trị gia và thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng chí hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk. Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam khóa 14, nguyên Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Thủ tục Hành chính Tư pháp Bộ Công an, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí là người phụ nữ thứ 6 trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, được phong quân hàm thiếu tướng sau đồng chí Bùi Tuyết Minh, Trần Thị Ngọc Đẹp, Hoàng Thị Thủy, Nhữ Thị Minh Nguyệt và Ngô Thị Hoàng Yến. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân sinh vào ngày 25 tháng 10 năm 1967, quê quán tại xã Thủy Phúc, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình. Đồng chí hiện cư trú ở số 189/65 Imoa, Enui, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Về giáo dục, Đại học An ninh Nhân dân chuyên ngành An ninh điều tra, Thạc sĩ An ninh Nhân dân chuyên ngành An ninh điều tra, lý luận chính trị cao cấp. Về sự nghiệp, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 18 tháng 10 năm 1990. Đồng chí nhiều năm công tác trong ngành an ninh ở Tây Nguyên Việt Nam. Đồng chí từng là cán bộ trinh sát rồi được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam. Đồng chí đã từng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Buôn Ma Thuật và các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M'gar và đã trúng cử với số phiếu cao nhất tại Đắk Lắk, tỷ lệ 80,85%. Lúc này, đồng chí đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, trong buổi thảo luận của Quốc hội Việt Nam ở hội trường về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Xuân đã nêu đề nghị sự hình sự những ai bôi nhọ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Cụ thể, đồng chí đã đề nghị bổ sung quy định vào khoản 2, điều 155 tội bôi nhọ, điều 156 tội vu khống, tình tiết phạm tội đối với lãnh đạo Đảng, nhà nước. Tuy nhiên thì nhiều luật sư cho rằng đề nghị này là không hợp lý. Đồng chí Xuân còn muốn hồi phục điều 83 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội hoạt động phi vì, cho rằng việc hủy bỏ điều luật này trong Bộ luật Hình sự năm 2015 hiện hành đã bỏ lọt hành vi cướp tài sản nhằm chống chính quyền. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, được Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Thủ tục Hành chính Tư pháp Bộ Công an. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, đồng chí đã được Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ký quyết định phong quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng chí là người phụ nữ thứ 6 trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, được phong quân hàm thiếu tướng. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, đồng chí được biệt phái tới công tác tại Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội và giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội khóa 14 theo nghị quyết 916 NQ UBTV QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14. Trước đó, đồng chí đã là ủy viên của ủy ban này. Trong phiên họp ngày 24 tháng 5, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân đã cho rằng hoạt động xuyên tạc, bịa đặt và lan truyền những nội dung sai sự thật nhằm gây mất uy tín của lãnh đạo cấp cao sẽ gây hoang mang trong xã hội. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, cho ý kiến về tội làm nhục người khác và vu khống. Đại biểu Nguyễn Thị Xuân đã nêu vấn đề hoạt động xuyên tạc, bịa đặt và lan truyền những nội dung sai sự thật nhằm bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm danh dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước ngày càng gia tăng, nhất là vào các thời điểm chính trị nhạy cảm như đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội. Theo đồng chí Xuân thì điều này đã tạo nên dư luận, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của người dân, không chỉ đối với cá nhân, các lãnh đạo mà còn ảnh hưởng tới việc thực hiện chủ trương chính sách. Tôi đề nghị bổ sung để ngăn chặn có hiệu quả đối với loại hình vi phạm này, Qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhiều nước trên thế giới cũng đã quy định liên quan vào bộ luật hình sự, đồng chí Xuân nói. Liên quan đến tội bạo loạn ở Điều 112 và tội khủng bố Điều 133, đại biểu Xuân đã cho rằng việc đưa hành vi cướp phá tài sản nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân vào Điều 112 là không phù hợp, bởi lẽ đặc trưng của loại tội bạo loạn là các hành vi hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân nhưng không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển, Lâm Đồng, cấu thành của ba tội bạo loạn, khủng bố và phá hủy cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà nước đã được phân định hợp lý rõ ràng trong bộ luật hiện hành, được thể hiện qua các hành vi nguy hiểm đặc trưng của từng tội danh. Dự thảo bổ sung hành vi cướp phá tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân vào Điều 112 và hành vi phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân vào Điều 113 sẽ tạo ra sự chồng chéo, không thống nhất trong cấu thành tội phạm của ba tội danh. Trên thực tế thì sẽ xảy ra tình huống không thể xác định được hành vi nào là cướp phá tài sản hay phá hủy tài sản và sẽ cấu thành tội phạm nào, đồng chí Hiển đã phân tích. Đại biểu này đã cho rằng nếu bổ sung như trên thì trong thực tế còn nhiều hành vi nguy hiểm tương tự, chẳng hạn cố ý gây thương tích, làm nhục cán bộ, công chức hoặc người khác nhằm chống chính quyền nhân dân. Không lẽ tất cả các hành vi này đều phải bổ sung, đồng chí Hiển nói. Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, trước việc các cá nhân tổ chức đã phát hiện và phản ánh có nhiều sai sót kỹ thuật, một số quy định chưa hợp lý hoặc khó áp dụng nên Quốc hội cho lùi hiệu lực thi hành để sửa đổi. Tháng 10 năm 2016, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về phạm vi sửa đổi bổ sung liên quan đến Điều 141 điều, trong đó có 38 điều sửa đổi về lỗi kỹ thuật, 102 điều sửa đổi về nội dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.